Nếu có một khu vực thể hiện được một cách rõ ràng nhất về tham vọng của Trung Quốc thì đó chính là biển Đông, và cũng chính vì sự hung hăng táo tận ấy, nơi đây bỗng biến thành một chiến trường nóng bỏng. Ngay khi tàu Trung Quốc Nga vừa rời đi, Mỹ Nhật đã rầm rộ tập trận chung tại đây, thách thức các yêu sách vô lý của Bắc Kinh. Cùng lúc, Nhật Bản tuyên bố phản đối mạnh mẽ những thách thức trực từ hàng hải, không cần nói rõ ai cũng hiểu, phát ngôn này là dành cho Trung Quốc. Trong nỗ lực xích lại gần ASEAN, Trung Quốc tuyên bố sẽ cùng các nước này nghiên cứu các lĩnh vực mới cho thỏa thuận thương mại tự do. Quay lại với màn khẩu chiến căng thẳng của Trung Quốc và phương Tây liên quan đến đối thủ không đội trời chung bên kia eo biển, phất lờ cảnh cáo của Trung Quốc, phái đoàn nghị viện châu Âu vẫn sẽ đến thăm Đài Loan. Thêm một môi lửa cho quan hệ Mỹ-Trung bùng cháy, Mỹ nói quốc tế nên ủng hộ Đài Loan gia nhập Liên Hiệp Quốc Trung Quốc lập tức nổi đóa nói Mỹ nên cẩn thận với phát ngôn này. Vừa bị chê không có tinh thần chiến đấu, quân đội Đài Loan cho ra mắt khung xương người sắc mới giúp tăng sức mạnh cho binh sĩ. Tại Trung Quốc, các bác sĩ ở Tân Cương gọi tin đồn triệt sản phụ nữ là hoàn toàn vô căn cứ. Tranh chấp thương mại Trung Quốc-Úc bước sang trang mới khi WTO đồng ý điều tra mức thuế của Bắc Kinh trong tranh chấp rượu vàng. Nhiều ý kiến cho rằng kế hoạch đánh thuế bất động sản của Trung Quốc sẽ bị trì hoãn vì có thể đụng đến lợi ích giới chính trị. Các thông tin đáng chú ý khác, Nga lung sục cướp biển trên tàu hàng, gây cấn như phim hành động. Đếm ngược 100 ngày, Olympic Bắc Kinh 2022 đối mặt với nguy cơ lớn từ Covid-19. NASA phát hiện dấu hiệu về hành tinh đầu tiên bên ngoài giải ngân hà. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây thì hàm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết trong thông cáo rằng tàu sân bay USS Carl Vinson và nhóm tàu tấn công của Mỹ đang cùng tàu JS Kaga của lực lượng phòng vệ Nhật Bản thực hiện các hoạt động bay, huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị trên không và trên biển Đông ngay sau khi Nga và Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận chung ở khu vực này. Sau khi Trung Quốc và Nga thực hiện cuộc tuần tra chung, các bài tập chống ngầm và có chuyến đi chung qua eo biển Tsugaru giữa Nhật Bản, mục đích là để chống lại áp lực từ Mỹ và các nước đồng minh. Lập tức, hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết trong thông cáo rằng tàu sân bay USS Carl Vinson và nhóm tàu tấn công của Mỹ đang cùng tàu JS Kaga của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản thực hiện các hoạt động bay và huấn luyện phối hợp. Chuẩn đô đốc Daniel Martin, chỉ huy nhóm tàu USS Carl Vinson, nói trong một thông cáo rằng, bằng việc tiến hành những hoạt động định kỳ với các đồng minh và đối tác trên các vùng biển vùng trời quốc tế chúng tôi thể hiện cam kết bền vững trong duy trì luật pháp quốc tế trên biển và trên không bảo đảm tất cả các quốc gia có thể làm điều đó mà không phải sợ hãi theo ông jun mon một phó giáo sư của trường đại học waseda nhật bản động thái này của mỹ và nhật ngoài để thể hiện quan hệ đồng minh khăng khích thì còn là để đáp trả các hoạt động trên biển gần đây của trung quốc và nga trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo ASEAN vào ngày 27 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố rằng họ phản đối mạnh mẽ những thách thức đối với một trật tự hàng hải tự do và rộng mở. Hiện tại, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như ở tất cả các vùng biển giàu năng lượng ở Biển Đông. Bắc Kinh còn thiết lập các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo, thậm chí ở Biển Hoa Đông, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với một nhóm các đảo nhỏ do Nhật Bản quản lý. Theo Tân Hoa Xã, trong hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 24, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết hai bên sẽ nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới, bao gồm kinh tế, kỹ thuật số và kinh tế xanh, để đưa vào thỏa thuận thương mại tự do song phương. Theo ông Lý, hai bên cần tận dụng vị trí địa lý thuận lợi để theo đuổi hội nhập kinh tế ngày một khởi sắc hơn. Khu vực thương mại tự do ASEAN Trung Quốc được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 2010 với nỗ lực đẩy mạnh hợp tác của cả hai bên, đã trở thành khu vực thương mại tự do lớn thứ ba thế giới. Thưa quý vị, theo sao China Morning Post, một phái đoàn nghị viện châu Âu sẽ tới Đài Loan vào tuần tới để gặp gỡ các quan chức cấp cao trong chính quyền hòn đảo. Dẫn đầu phái đoàn là ông Rafael Gluckman một đại biểu của nghị viện và là người nổi tiếng với lập trường chỉ trích các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc một cách mạnh mẽ. Ông Gluckman cũng là một trong 10 công dân châu Âu bị Bắc Kinh trừng phạt vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo South China Morning Post, ông Raphael Kluxman, đại diện của Nghị viện châu Âu, sẽ dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan vào tuần tới. Ông nổi tiếng với lập trường chỉ trích mạnh mẽ các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Vào cuối tháng 3 năm nay, ông Kluxman cũng là một trong 10 công dân châu Âu bị Bắc Kinh trừng phạt. Các thành viên của phái đoàn đã được yêu cầu giữ im lặng về chuyến đi do lo ngại về rủi ro an ninh cho đến khi nào phái đoàn trở về lại châu Âu các nhà lập pháp dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức tư pháp và cơ quan ngoại giao Đài Loan, cũng như với người đứng đầu lĩnh vực kỹ thuật số, ông Trey Tang. Phó lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan, ông Harry Sang, sẽ chủ trì buổi gặp mặt và ăn tối của phái đoàn vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Chuyến đi này diễn ra sau chuyến thăm của phái đoàn Thượng viện Pháp vào đầu tháng 10 và chuyến thăm của phái đoàn doanh nghiệp Đài Loan tại Cộng hòa Séc, Litva và Slovakia vào tuần trước trong một diễn biến liên quan người đứng đầu cơ quan ngoại giao đài loan ông ngô chiêu tiếp cũng đang công du qua trung và đông âu để củng cố quan hệ song phương lập tức để phản đối chuyến đi này phái đoàn trung quốc tại eu đã lên twitter và viết nguyên tắc một trung quốc là một sự chuẩn mực được công nhận rộng rãi trong các mối quan hệ trên thế giới đây cũng là một sự đồng thuận quốc tế và nếu phái đoàn nghị viện đài loan cứ tiếp tục chuyến đi tức là họ đang phá hoại sự phát triển lành mạnh của quan hệ trung quốc và eu Quý vị thân mến, vào ngày 27 tháng 10 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cho biết, nước này kịch liệt phản đối phát ngôn ủng hộ Đài Loan gia nhập Liên Hiệp Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đồng thời cảnh báo rằng Mỹ đang làm cho xung đột giữa hai bờ eo biển thêm căng thẳng, làm cho mối quan hệ song phương vốn đã không mấy tốt đẹp, có nguy cơ đi vào ngõ cục. Và hôm 26 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc ủng hộ sự tham gia mạnh mẽ của Đài Loan vào cơ quan này, đồng thời phản đối Trung Quốc gây áp lực nhằm ngăn chặn quyền tiếp cận các tổ chức quốc tế của hòn đảo tự trị này. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng bác bỏ các tuyên bố này của Mỹ. Các bình luận của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Mỹ đã vi phạm cam kết của chính họ, vi phạm các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế và gửi tín hiệu sai đến lực lượng đòi độc lập Đài Loan. Trung Quốc rất không hài lòng và kiên quyết phản đối điều này. Đài Loan là thành viên của Liên Hiệp Quốc cho đến ngày 25 tháng 10 năm 1971, trước khi chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949, giành được quyền đại diện cho Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc cho biết Đài Loan là một trong những tỉnh của mình, và vì vậy nước này có quyền đại diện cho Đài Loan trên trường quốc tế. Và trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày một leo thang, hôm thứ Ba 26 tháng 10, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND đã cho ra mắt bộ khung xương trợ lực có thể tăng sức bền của binh sĩ và tính cơ động trong các chiến dịch quân sự. Cơ quan phòng vệ Đài Loan mới đây đã cho ra mắt bộ khung xương trợ lực để tăng sức bền cho các binh sĩ. Quản lý dự án ông Nhậm Quốc Quang cho biết, bộ khung xương này là một hệ thống có thể mặc ở thân dưới và được cơ giới hóa, được thiết kế cho việc sử dụng trong thời chiến và hoạt động cứu hộ. Ông Nhậm cho biết thêm bộ khung xương trợ lực phiên bản 1.0 nặng 10 kg, được thiết kế để tăng sức mạnh và sức bền của người sử dụng, giúp họ có thể mang vật nặng một cách thoải mái và di chuyển với vận tốc 6 km/h. Bộ thiết bị mới có thể hỗ trợ người sử dụng di chuyển vũ khí đoạn đường xa bằng cách giảm áp lực cho các khớp ở chân và hông. Ngoài ra, phiên bản 2.0 của bộ khung xương trợ lực cũng sẽ được phát triển vào năm 2023 cho phép người sử dụng mang khối lượng đến 100 kg. Khả năng này sẽ hữu ích cho việc di chuyển đạn dược và người bị thương trong thời chiến. Theo Reuters, mới đây các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hotan Tân, thuộc khu tùy trị Tân Cương cho biết, tin đồn về cái gọi là cưỡng bức triệt sản phụ nữ ở đây là hoàn toàn vô căn cứ, bị đặt và bóp méo sự thật. Nhận xét này là để đáp lại những cáo buộc của tòa án Duy Ngô Nhĩ, một tòa án giả định được các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới tạo ra, buộc tội rằng Trung Quốc ép phụ nữ ở Tân Cương chấp nhận các biện pháp tránh thai và triệt sản. Tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hotan, một bác sĩ phụ khoa tên Aigan Abdullah gần đây thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u cho một phụ nữ. Đó là một cuộc phẫu thuật để loại bỏ u sơ tử cung, được coi là một trong những khối u phổ biến nhất mà một phụ nữ có thể mắc phải trong những năm sinh sản. Là một bác sĩ phụ khoa, các ca phẫu thuật như vậy là một phần công việc hàng ngày. Nhưng dù đã làm việc tại bệnh viện được 12 năm, bà Abdullah vẫn không đủ trình độ chuyên môn để thực hiện phẫu thuật cắt tử cung phẫu thuật cắt bỏ tử cung được phân loại là phẫu thuật cấp độ 3 và những bác sĩ như tôi chỉ được phép tham gia vào những ca phẫu thuật đó với tư cách trợ lý vì chỉ có phó giám đốc hoặc bác sĩ phẫu thuật chính mới có thể thực hiện các tử cung Đồng nghiệp của bà Aiken Abdullah Khuyasik Numamed là một bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện. Bà đã đủ điều kiện để phẫu thuật các tử cung trong một thập kỷ. Khi được hỏi liệu chính phủ có bao giờ chỉ thị cho các bác sĩ thực hiện 2.000 ca phẫu thuật như vậy mỗi năm hay không, điều mà một trong những nhân chứng của tòa án Duy Ngô Nhĩ tuyên bố, bà đã bác bỏ thông tin này. Trung bình tôi thực hiện khoảng 3 đến 4 ca cắt tử cung mỗi tháng, nhiều nhất là 5 hoặc 6 ca. Vì vậy, nhiều nhất là khoảng 50 ca mỗi năm. Trong suốt 10 năm làm việc ở đây, tôi chỉ thực hiện tối đa khoảng 400 đến 500 ca như vậy. Theo Phó Chủ tịch của Bệnh viện, bất kỳ người nào có kiến thức y tế cơ bản sẽ biết rằng những lời buộc tội là đi ngược lại lễ thường. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, với tư cách là các chuyên gia y tế, họ chỉ thực hiện phẫu thuật khi cần thiết, đồng thời nói thêm rằng tuyên bố cưỡng bức triệt sẵn là hoàn toàn xúc phạm đến ngành y tế tân cường. Vào ngày 27 tháng 10 tờ sao China Morning Post đưa tin Tổ chức thương mại thế giới WTO đã đồng ý thành lập một hội đồng giải quyết tranh chấp để giải quyết khiếu nại về việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Úc. Trong cuộc họp tại Geneva hôm 26 tháng 10, cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO cho biết, hội đồng mới sẽ điều tra khiếu nại về việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Úc. Đây là lần thứ hai Úc yêu cầu một hội đồng điều tra đơn khiếu nại của nước này về các mức thuế quan của Trung Quốc. Sau khi yêu cầu đầu tiên bị Trung Quốc ngăn chặn vào cuối tháng 9, Úc đã nộp đơn khiếu nại vào tháng 6. Rượu văn Úc đã bị Trung Quốc áp thuế tạm thời kể từ tháng 11 năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa hai nước. Hồi tháng 3, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố áp mức thuế chống bán phá giá từ 116% đến 218% với rượu vang nhập khẩu từ Úc trong 5 năm, bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm nay. Mức thuế này đã khiến rượu vang Úc không có khả năng cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc. Theo cập nhật tuần trước của cơ quan công nghiệp Wine Australia, kể từ khi thuế quan tạm thời được áp vào tháng 11 năm ngoái, giá trị xuất khẩu rượu vang của Úc sang Trung Quốc đã giảm 77%, xuống còn 205 triệu đô la Mỹ. Vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết, nước này sẽ thí điểm áp dụng thuế bất động sản ở một số khu vực. Các cơ quan có thẩm quyền đang lên kế hoạch chi tiết. Thời gian dự kiến là 5 năm trước khi được Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc NBC thông qua. Tuy nhiên, một số nhà quan sát ở Trung Quốc mới đây cho biết, kế hoạch này có thể bị trì hoãn lâu hơn dự kiến, vì thuế này sẽ tiết lộ thu nhập của các quan chức nước này, đe dọa lợi ích của giới chính trị. Ông viết trong một báo cáo gần đây, kế hoạch được triển khai trong vòng 5 năm tới là dấu hiệu cho thấy điều này khó khăn như thế nào về mặt chính trị, nếu không muốn nói là không thể thay đổi nền kinh tế bất động sản liên quan đến chính trị. Ông nói thêm có một lý do mà các quan chức đã nói về thuế tài sản trong hơn một thập kỷ nhưng nó không bao giờ được thực hiện, đó là có quá nhiều quan chức và thành viên trong gia đình họ có những tài sản mà không thể giải trình được dựa trên thu nhập chính thức. Trong một thông tin đáng chú ý khác, vào ngày 27 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh nhóm binh sĩ lính thủy đánh bộ thuộc Hải quân Nga đổ bộ lên tàu hàng MSC Lucia bằng xuồng cao tốc và lung sụp mọi ngóc ngách để đảm bảo không còn tay súng cướp biển vũ trang nào còn ẩn nấp trên tàu. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh nhóm binh sĩ lính thủy đánh bộ thuộc Hải quân Nga đổ bộ lên tàu hàng MSC Lucia bằng xuồng cao tốc. Thông báo có viết, thủy thủ đoàn tàu phó đô đốc Kulakov đã chặn đứng hành vi chiếm đoạt tàu dân sự ở Vịnh Guinea trên Đại Tây Dương. Một đơn vị chống khủng bố đã tiếp cận tàu hàng, giải cứu thủy thủ đoàn và khám xét đoàn tàu. Ngoài binh sĩ trên bông, ít nhất một máy bay không người lái UAV đã được huy động để cảnh giới bên ngoài MSC Lucia. Khi đảm bảo tình hình đã an toàn, nhóm binh sĩ Nga đã giải cứu thủy thủ đoàn MSC Lucia, khi đó đang ẩn nấp trong phòng máy. Nhiều người dùng mạng xã hội đã dành lời khen ngợi cho các hành động này, cho rằng nó vừa chuyên nghiệp và vừa lôi cuốn như phim hành động. Vừa qua, thì Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết Mỹ đang xem xét đưa thêm 4 quốc gia vào chương trình miễn thị thực, theo đó cho phép công dân của các quốc gia này nhập cảnh vào Mỹ mà không cần thị thực, với thời gian lưu trú tối đa là 90 ngày. Trong một sự kiện của ngành du lịch Mỹ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alessandro Mayorkas cho biết Mỹ đang xem xét đưa thêm một số nước vào chương trình miễn thị thực, theo đó cho phép công dân của các quốc gia này nhập cảnh Mỹ không cần thị thực với thời gian lưu trú tối đa 90 ngày. Cụ thể, ông nói có bốn ứng cử viên đang được xem xét, gồm Israel, Cyprus, Bulgaria và Romania. Chúng tôi rất tập trung vào chương trình này. Theo ông, chương trình mang lại những lợi ích kinh tế và an ninh đáng kể. Tháng 9 vừa qua, Mỹ đã thêm Croatia vào chương trình miễn thị thực. Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch Mỹ, ông Roger Dow cho biết Croatia mang lại 100 triệu đô la Mỹ cho nền kinh tế Mỹ. Để được đưa vào chương trình miễn thị thực của Mỹ, một quốc gia phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến chống khủng bố, thực thi pháp luật, thực thi nhập cư, bảo mật tài liệu và quản lý biên giới. Vào ngày 27 tháng 10, Reuters đưa tin nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc. COP26 diễn ra tại Glasgow sau khi nhận được lời khuyên từ các bác sĩ rằng bà nên nghỉ ngơi. Theo thông báo của Cung điện Buckingham, thay vì tham gia sự kiện này, bà sẽ thực hiện các công việc nhẹ nhàng tại lâu đài Windsor. Dù không tham dự, Hoàng gia Anh cho biết nữ hoàng vẫn gửi tới hội nghị một bài phát biểu được thu âm trước. Trước đó, thì nữ hoàng nghỉ tại bệnh viện sau khi được khám sơ bộ về một căn bệnh chưa xác định. Căn bệnh này không liên quan đến Covid-19. Sau khi bà hủy chuyến thăm đến Bắc Ireland, vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân gây ra vấn đề sức khỏe vừa nêu. Thưa quý vị, COVID-19 có thể là một nỗi ám ảnh cho các ngành dịch vụ và du lịch, nhưng đối với các tập đoàn công nghệ thì ngược lại, trong giai đoạn dịch bệnh có rất nhiều tập đoàn công nghệ ghi nhận được mức lãi khổng lồ. Một trong số đó phải kể đến là Alphabet, công ty mẹ của Google. Theo báo cáo kinh doanh mới nhất trong quý 3 năm 2021, tập đoàn đã ghi nhận lợi nhuận tăng vọt lên mức 18,9 tỷ đô la Mỹ. Không khó để biết rằng Google vẫn là trung tâm trong hoạt động kinh doanh trực tuyến của Alphabet, trong đó thì các dịch vụ tìm kiếm, quảng cáo và nền tảng video YouTube mang lại cho Alphabet tầm ảnh hưởng rộng khắp trên toàn cầu. Doanh thu của Alphabet trong quý 3 năm 2021 đạt 65,1 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau China Morning Post, ông Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba, đã tới thăm nhiều địa điểm ở Hà Lan và châu Âu trong lần đầu tiên ông ra nước ngoài sau hơn một năm, ít xuất hiện trước công chúng. Theo các nguồn thảo tin, thì tỷ phú Jack Ma hiện đang thực hiện chuyến tham quan học tập với tư cách cá nhân ở châu Âu. Ông được ghi hình lại tới thăm hàng loạt cơ sở nghiên cứu của Hà Lan. Alibaba từ chối bình luận về hoạt động của cựu chủ tịch tập đoàn vì ông Ma không còn liên quan tới việc vận hành thường ngày của công ty các nguồn tin cho biết ông sẽ tiếp tục di chuyển ở châu âu để thăm nhiều công ty và cơ sở nghiên cứu liên quan đến cơ sở hạ tầng nông nghiệp giống cây trồng và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực này ông được truyền cảm hứng từ những gì ông đã thấy ở châu âu và tin rằng sự kết hợp giữa công nghệ với điện toán đám mây phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo của alibaba sẽ tạo ra tiềm năng lớn cho công việc hiện đại hóa nông nghiệp ở trung quốc theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Vatican để gặp giáo hoàng Francis vào thứ Sáu 29 tháng 10, trong bối cảnh ông Biden đang phải chịu nhiều áp lực từ những người bất đồng chính kiến về luật phá thai. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp giáo hoàng Francis tại Vatican vào thứ Sáu, trong bối cảnh ông đang chịu áp lực từ những người bảo thủ trong giáo hội vì lập trường mâu thuẫn của ông trong tranh chấp về quyền phá thai. Tổng thống là người công giáo, ông đã nói rằng cá nhân ông phản đối việc phá thai, nhưng không thể áp đặt quan điểm của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo. Chính quyền của ông gần đây đã thách thức một lệnh cấm gần như hoàn toàn mới đối với việc phá thai ở Texas, và tòa án tối cao sẽ xét xử vụ việc vào thứ Hai tới. Và thưa quý vị, như vậy là chỉ còn 100 ngày nữa là Olympic Bắc Kinh 2022 chính thức khai mạc. Cho đến nay, thì nước chủ nhà Trung Quốc đang gấp rút hoàn thành những công tác chuẩn bị cho một mùa thế vận hội đơn giản và an toàn. Song với tình hình như hiện nay, đợt bùng phát Covid-19 mới tại Trung Quốc đang là mối đe dọa lớn đối với sự kiện này. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 4 và bế mạc vào ngày 20 tháng 2 năm 2022, với nhiều quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt, bao gồm việc tất cả người đến với sự kiện đều phải xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày và không có khán giả quốc tế tham dự. Các vận động viên và nhân viên tại Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ linh hoạt và thi đấu trong một vòng khép kín ở ba cụm địa điểm. Một ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, một ở ngoại ô gần Vạn Lý Trường Thành và một địa điểm ở phía tây bắc tỉnh Hà Bắc. Với công tác chuẩn bị như hiện nay, ban tổ chức sự kiện tin tưởng rằng các biện pháp như chính sách vòng kín chặt chẽ hơn so với Olympic Tokyo 2020 sẽ đạt được hiệu quả. Để đảm bảo Thế vận hội mùa đông 2022 được diễn ra đơn giản và an toàn, các cuộc thi marathon trong khu vực đã bị hoãn, việc đi lại vào thủ đô Bắc Kinh cũng sẽ bị hạn chế sau khi chính quyền địa phương ghi nhận hàng chục ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày. Nhiều người cho rằng những hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt sẽ khiến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ không tạo được tiếng vang như Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008 từng đạt được. Thưa quý vị, cũng liên quan đến Olympic Bắc Kinh 2022, Canada mới đây đã chính thức công bố đồng phục diễu hành dành cho đoàn thể thao nước này khi tham dự sự kiện Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm sau hợp tác cùng thương hiệu thời trang thể thao Lululemon Canada vừa cho ra mắt bộ trang phục gồm nhiều lớp với hai phiên bản màu đỏ và trắng ngà dành cho những vận động viên tham gia lễ khai mạc và bế mạc của sự kiện thể thao được chú ý nhất vào đầu năm sau Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Theo nhà thiết kế sản phẩm, cô Chê, điểm đặc biệt của bộ đồng phục chính là chiếc áo parka có nhiều tùy chỉnh về chiều dài, tay áo có thể kéo dài ra để biến thành một chiếc áo vest, dây đeo tiện dụng ở bên trong cũng cho phép vận động viên mang chiếc áo này như một chiếc ba lô phía sau, bên cạnh đó thì phần vắt chéo ngang vai có thể tách rời, biến thành gối hoặc là khăn choàng cổ du lịch. Chúng tôi tin rằng nếu cảm thấy thoải mái bạn sẽ thể hiện bản thân tốt hơn, bộ trang phục này sẽ giúp bạn làm điều đó, đặc biệt là trên sân khấu của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh như là Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Theo kế hoạch, thì Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 4 tới ngày 20 tháng 2 năm sau, còn Paralympic Bắc Kinh 2022 cũng diễn ra sau đó từ ngày 4 tới ngày 13 tháng 3. Kính thưa quý vị, sau khi một số nguồn tin cho biết, các tay vợt chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn được phép tham gia giải quần vật Úc mở rộng 2022, thì mới đây chính phủ Úc đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Trong một thông báo hôm qua 27 tháng 10, Thủ tướng Úc Scott Morrison nêu rõ những tay vật chưa tiêm chủng sẽ được phép nhập cảnh vào nước này để thi đấu tại giải quần vật Úc mở rộng vào tháng 1 năm sau, song vẫn phải tuân thủ quy định kiểm dịch COVID-19 bắt buộc. Thông báo mới nhất của Thủ tướng Morrison trái ngược hoàn toàn với tuyên bố trước đó của Bộ trưởng nhập cư Úc Alex Hawke, rằng các vận động viên buộc phải tiêm đủ 2 mũi thì mới có thể tham gia thi đấu. Tuy nhiên, đây lại là tin tốt cho ban tổ chức giải vì họ muốn giải Grand Slam này sẽ quy tụ những tay vật hàng đầu thế giới, bao gồm tay vật số 1 người Serbia Novak Djokovic. Trước đó, ông Daniel Andrew, thủ hiến bang Victoria nơi tổ chức giải Úc mở rộng 2022, đã lên tiếng phản đối kịch liệt việc cho phép những người tiêm chủng vào nước này vì cho rằng điều đó sẽ làm phức tạp thêm tình hình dịch bệnh, vốn chỉ mới vừa được kiểm soát tại đây. Hàng ngàn người dân Nicaragua mới đây đã đổ dồn về các cửa khẩu tại khu vực biên giới để nhận vaccine ngừa Covid-19 do nước láng giềng Honduras cung cấp miễn phí, trong bối cảnh nguồn vaccine trong nước đang dần cạn kiệt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez viết rằng Tình đoàn kết, anh em của người Honduras đã vượt qua biên giới. Chúng tôi dành 500 liều vaccine phòng COVID-19 mỗi ngày cho người dân Nicaragua. Theo cơ quan y tế Honduras, chiến dịch tiêm vaccine xuyên biên giới sẽ được phân phối tại khu vực Choluteca, phía tây nam Honduras giữa El Salvador và Nicaragua. Gần 8.000 người Nicaragua đã đến các cửa khẩu khai quan giữa hai nước để tiêm vaccine trong những ngày gần đây. Họ cho rằng sự hỗ trợ này chính là một cách để giúp đẩy lùi nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong khu vực. Hiện giới chức Nicaragua chưa đưa ra bình luận nào về thông tin phía Honduras đưa ra. Quý vị thân mến, các nhà nước Peru mới đây đã vận chuyển khoảng 150 con lạc đà Vicuna đến một trung tâm phục hồi chức năng ở thành phố Cusco của nước này. Đây như là phần nằm trong nỗ lực của chính phủ Peru trong việc bảo tồn quốc thú của mình. Các nhà chức trách Peru đã thành lập một dự án bảo tồn nhằm phục hồi các loài động vật hoang dã với mục tiêu trọng tâm là cải thiện và quản lý bền vững lạc đà Vicuna tại khu vực Cusco của nước này. Theo thống kê, khoảng 150 cá thể của loài này đã được vận chuyển từ Hiệp hội Seru Azu thuộc tỉnh Sanchez đến Urupampa ở Cusco. Thị trưởng thành phố Urupampa, ông Alberto Vacasau cho biết, khoảng 250.000 đô la Mỹ đã được chi để đầu tư cho chương trình. Với dự án này, thì các nhà chức trách hy vọng lạc đà Vicuna không chỉ giúp nơi đây trở thành một điểm thu hút du lịch, mà còn hỗ trợ người dân địa phương phát triển ngành nghề thủ công bằng len. Vicuna cùng với lạc đà không bướu là hai loại lạc đà Nam Mỹ sinh sống trên dãy núi Andes. Chúng được biết đến là quốc thú Peru. Biểu tượng của nó được sử dụng trên huy hiệu của nước này. Lông của lạc đà Vicuna có thể tạo ra chất liệu len miệng được đánh giá rất cao. Theo CNN, mới đây các nhà thiên văn học đã sử dụng đài quan sát tranh ra X-ray của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và kính viễn vọng XMN Newton và họ kết luận có thể đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên bên ngoài giải ngân hà cách trái đất 28 triệu năm ánh sáng. Sau khi sử dụng đài quan sát Chandra X-ray của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và kính viễn vọng XMN Newton của Cơ quan Không gian châu Âu, các nhà thiên văn học cho biết họ có thể đã phát hiện ra hành tinh nằm ở thiên hà hình xoắn ốc Messier 51M51, còn được gọi là thiên hà Quapool. Điều bố của NASA cho biết, nếu được xác nhận hành tinh mới này có thể nằm ở xa hơn hàng ngàn lần so với các ngoại hành tinh trong dải ngân hà. Hành tinh mới này có thể là một phần của hệ sao M51 ULS-1. Hệ sao này có một hố đen hoặc một ngôi sao neutron và một ngôi sao đồng hành có khối lượng gấp khoảng 20 lần mặt trời. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc Bản tin Thế Giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin khác được phát sóng trên các nền tảng của FBNC.